NLTK Bonsai mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta trở lại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ chúng ta sẽ ghé nhà của anh Đạt để giới thiệu cho bà con một số cây bông trang và phôi cây. Rồi, chúng ta bắt đầu. Rồi, chào Đạt ơi. Dạ, chào anh Hiệp, chào kênh NLTK và cũng xin kính chào các cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì Đạt có về, em là Đạt ở Bình Minh, Vĩnh Long. Số điện thoại của em là 0939 499139. Thì hôm nay thì em có về một số cây như là bông trang, thế găng, được quế. Kính mong được các cô chú anh chị xem và ủng hộ ạ. Thì cây đầu tiên là cây số 1. Thì đây là con bông trang lá chung đỏ cánh sen. Chiều để em quay một vòng cho các cô chú anh chị xem nha. Rồi, chiều cao, cao cây là 1 mét, tán ngang là 100. Đây bọc bông, cái này là bụi luôn ha. Dạ, rồi cụm nè, để lo cái cụm lớn trong này đi. Cụm này là 27. Mình thân lớn nhất là 12 các cô chú anh chị. Thì cái bụi trang số 1 này thì em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 2 triệu bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị ạ. Rồi, xe quay lên coi mặt bông cho đẹp nè. Cây này bông này đẹp đó. Màu bông đẹp. Cây này bông rất là đẹp luôn. Đó cánh sen. Rồi, bên đây nè. Rồi, tiếp tục là một số cái phôi mai, phôi bông trang nhỏ. Đây là trang đỏ lá nhỏ. Vàng lá nhỏ. Đây là quanh 18. Trang vàng ha. Dạ, vàng lá nhỏ. 18 cao 17. Phôi số 2. Giao lưu với cô chú anh chị giá là 700k. Bao ship toàn quốc. Đây, một vòng. Đang ra tược non ha. Dạ, cây rất khỏe. Rồi. Cây số 3 là đỏ lá nhỏ. Cây rất đẹp nha, chân cành có sẵn nha các cô chú anh chị. Cây nào cũng khỏe hết. Dạ, ra tược hết. Quanh 17. Dạ. Cao là 14. Cây số 3. Cây số 3 này em giao lưu với giá cô chú anh chị là giá là 650 ạ. Rồi. Cây số 4 cũng là đỏ luôn, lá nhỏ luôn. Và ngay trong vị trí này là 16. Cao 20. Giá là 400k. Số 4. Màu quá. Rồi, trang cam. Cam lá nhỏ. Quanh 12. Cao là 25. Cái số 5. Thì chúng ta số 5 Zalo với giá là 400k. Số hết mực rồi. Số 6 cũng là cam luôn. Nó nhỏ. Quanh 13. Cao 15. Giá 500k. Phôi số 6 500k. Cái này dẻ lâu lâu khô khô giùm em nha.
phôi số 7 là cam luôn, cam đã nhỏ. Và ngay vị trí này là 14 trắng và 13 cao, 19. Cái này hiện giao lưu với giá số 7 này là ở số 7 là giá 600k. Ở số 8 cũng là cam luôn, cam đã nhỏ. Vành 13 thôi này em Zalo giá là 400. Con số 8 400k. Nổi kỹ thuật gì nữa. 8 400k. Rồi. À, này là cam Pháp nha các cô chú anh chị. Con số 9 cam Pháp. Đá chung. Cũ rất đẹp nha các cô chú anh chị, cũ nở. Chiều cao là 60, vành tổng. Tổng ngay trong vị trí này là 40. Thằng lớn nhất. Chụp giật vậy ta. Thằng lớn nhất là 19 à. Rồi, khoa này thì cây trang cam lá đỏ, lá đỏ lá chung này thì em giao lưu phôi số 9 này em giao lưu giá là 2,5 triệu. Rồi. Rồi. Số 10. Đỏ lá chung luôn. Lá chung xưa mình cho nghe các cô chú anh chị chứ không phải lá chung cam, lá chung Pháp nha. Quên bể để đặt. Rồi. Vành là 14. Chiều cao là 10. Bể đế này là 50 53. Rồi. Cái số 10 ha. Khoai số 11. Khoai số 11 này em giao lưu với giá là 2 triệu. Rồi xuống rồi. Rồi. Đây cũng là đỏ. Đỏ lá chung luôn. Nhưng mà cây rất già, nó xù nghe các cô chú anh chị. Đây, độ xù ở đây. Khoai số 12. Cũng là đỏ lá chung. Cây già xù hết cây. Một cốt đẹp. Rồi. Cao là 25. Và nghe chân vị trí này là 29. Thân lớn của cây là 17. Con số 12 này em giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 3 triệu. Bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị nha. Số điện thoại của Đạt là 0939 499 139. Em ở Bình Minh, Vĩnh Long. Rất mong các cô chú anh chị xem và ủng hộ ạ. Rồi, số này. Tiếp tục là khế găng. Số 13. Vành ngay chân vị trí này là 34, ở 33.
cao là 24. Kho số 13 này em giao lưu với giá là 700k. Rồi, 13. Số 14. Mưa quá nên bây giờ chút cô chú anh chị ơi, hơi chậm chút nha. Coi số 14. Cao là 50. Còn thân đây là 18. Tổng hai cây là 40. Coi này em giao lưu với giá là 600k. Coi số 4. Coi ship toàn quốc nha. Rồi. Coi số 15. Rồi quá này giờ. Coi số 15 tựa như con cái hòn nha các cô chú anh chị. À, hai cây, một cây và ra hai tược lên. Quanh đây là 24, chiều cao là 30. Con số 15, con khế găng số 15 này em giao lưu với giá là 600k luôn. Rồi, số. Mười sáu. Cây sống khỏe nghe các cô chú anh chị. Bạn nghe vị trí này là 20. Cao là 40. Coi số 16 này em giao lưu với giá là 400k. Rồi. Coi số 17. Bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị chơi luôn. Tiếp vừa rồi thì cũng cảm ơn các cô chú anh chị nha, đã ủng hộ, tương tình ủng hộ em. Thì clip vừa rồi là em đã giao lưu hết. Cây dân Việt chiều cao là 86. Hoành là 23. Con số 17. Hết mực. Con số 17 này em giao lưu với giá là 650 ạ. Rồi. Số 18. Con số 18 này chiều cao là 48. Ủa, 45. Bạn ngay vị trí này là 25. Rồi cho cũ cho các cô chú anh chị xem nha. Cũ là 60. Coi số 18. Coi này em giao lưu với giá là 1 triệu ạ. Rồi. Coi số 19. Chiều cao là 45. Mình nghe vị trí này là 27. Coi số 19.
Bò này em Zalo giá là 900k. Rồi. Voi số 20. Voi cuối cùng của lô khế gân. Ở còn một cây nữa. Voi số 20. Cao là 40. Bệnh ngay vị trí này là 26. Voi số 20 này em Zalo với giá là 600k. Rồi. Rồi tiếp tục là giờ này vô cho gần dễ thì dễ ấy hơn. Chứ làm hơn. Đúng. Khiên cây nặng. Rồi, mai đi. Mai vàng. Một cây phô mai vàng. Rồi. Mình hăng ngay vị trí này là 31. Cao là 40. Coi này em Zalo với giá là 2 triệu. 21. Coi số 21. 2 triệu. Bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0939 499 139 em là Đạt ở Bình Bình Vĩnh Long. Xoay. Cây ra trời rất khỏe nha các cô chú anh chị. Kéo nhựa rất là mạnh. Đây. Nè, nhiều nè. Đây cho một chòi nè. Đa phần đa số cái cây này thì cây em bao ship cho các cô chú anh chị nha. Rồi. Rồi. 21 phần. Rồi. Mai chú thủy. Da xanh, lá chung. Và ngay vị trí này là 21. Cao là 28. Voi số 22. Hết mực luôn. Ướt quá không ra. Voi số 22 này em Zalo với giá 1 triệu ạ. Rồi. Voi số 23, chú thủy lá trong luôn. Da xanh. Vành 25. Cao là 32. Voi số 24. 23. Đi trên này đi. Voi số 23 Zalo với giá là 1 triệu mốt. Rồi. Rồi số 24. Và ngay vị trí này là 22. K 28. Pho này em Zalo với giá là 900k. Rồi. Số 2 này mấy à? 24. Rồi, phần cuối cùng 25. Clip. Mai chưa thủy da xanh. Mai chưa thủy da xanh lá lớn. Phần số 25. Rồi. Chiều cao là 100. Vành cái vị trí này là 56. Thì cô chú anh chị vô chậu 5 quá. Chậu 5 chậu 6 vậy. Mình để là 103. Rồi phao số 25 này em vô vô lưu với các cô chú anh chị với giá là 3 triệu. Bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị. 3 triệu.
Rồi thì em xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua của clip. Thì xin chúc kênh là TK ngày càng được nhiều người xem và ủng hộ. Kính chúc sức khỏe các cô chú anh chị một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc.